Và tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu giao hữu quốc tế với trận ra quân gặp đội tuyển Nga. Sau gần một tuần tập luyện, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có tâm lý thoải mái trước khi gặp các đối thủ mạnh. Chiều nay, ông thầy người Hàn Quốc đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí trước trận đấu. Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đó đội tuyển Nga đứng thứ 33. Những con số đó đã nói lên sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ e sợ đối thủ trong màn chạm trán ngày mai. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, ông thầy người Hàn Quốc coi đây là một trải nghiệm quý giá trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á và tỏ ra tự tin trước đội bóng mạnh đến từ châu Âu. Tôi đã phân tích đội tuyển Nga ở nhiều trận đấu giao hữu trước và rất ấn tượng với thủ môn của họ. Nga là đội bóng mạnh ở đẳng cấp khác nên trận đấu vào ngày mai sẽ rất khó khăn. Tôi xem đây là thử thách cho bản thân và học trò, nhưng chúng tôi không bận tâm đến việc đối thủ mạnh như thế nào, mà chỉ xác định đội sẽ ra sân với tâm thế không sợ hãi, sẵn sàng chiến đấu và có kết quả tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân vận động Mỹ Đình vào chiều nay. Hai cầu thủ chạy cánh là Xuân Mạnh và Hồng Duy đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi phải tập riêng vào ngày hôm qua. Đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ châu Âu ở trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày mai.